À, đi là té thôi. Hai cô cháu của Tuấn xin được mến chào cũng như là cảm ơn toàn thể cô chú, anh chị, em, các bạn đã đến xem video trên kênh YouTube của mình. Thì Tuấn rất mong muốn chúc cho toàn thể mọi người chúng ta có một sức khỏe luôn luôn được khỏe mạnh, cuộc sống thì gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc bên những người thân yêu. Thì Tuấn với thằng cháu ở đằng sau đây đang chuẩn bị sẽ chạy ra ngoài thị trấn Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng, quê nhà của mình nha mọi người. Thì có một cái công chuyện là thứ nhất là đi rút tiền để từ bà chị gửi về cho thằng cháu này. Cái thứ hai là tại vì trong cái video mà Tuấn quay cái nội dung làm dưa hấu ở năm trước, năm 2023, thì trong video đó Tuấn đề cập tới cái giống dưa đó là giống dưa 159, dưa tròn nha mọi người. Mà tôi nghĩ là nơi các chú, các anh, các bác đồ hầu như là đã hết giống 159 hay sao. Mà hỏi Tuấn rất là nhiều, cho nên bây giờ Tuấn lại muốn chạy ra ngoài thị trấn để hỏi tôi coi là coi cái giống dưa tròn đó đã về tới ngoài thị trấn bên này chưa. Cái chỗ đó mà nhà Tuấn còn hay lấy giống ở đó thì hỏi coi là có chưa, rồi có gì giúp được những người nào đang cần ở những cái tỉnh các nơi xa khác thì chúng ta cũng giúp được thì cũng giúp thôi. Bây giờ Tuấn mời mọi người mình hãy cùng đồng hành với Tuấn chạy ra cái ngoài thị trấn Đạ Tẻ để coi hỏi thăm tình hình cái giống dưa 159 xem như thế nào, đã có hay chưa. Bây giờ Tuấn đang có mặt ở cái đường của thôn 7, đường lò gạch chứ. Đường lò gạch của thuộc thôn 7 của thị trấn Đạ Tẻ, Lâm Đồng nha cả nhà. Con đường này thì đang mở tắt ra ngoài thị trấn. Cũng như cháu chạy đường này cho nó nhanh, nó khô ráo, nó đỡ xe cộ hơn. Thì ra mình đi công chuyện này mình hỏi thăm tình hình giống dưa 159, dưa tròn coi đã có chưa. Ông quay chưa? Tuấn xin được nhắc lại cho những anh chị em nào quan tâm. Đây là cái con đường thuộc thôn 7 Hoa Lư, mà bà con ở bên Tuấn hay là gọi là cái đường lò gạch nha mọi người. Đường này chưa làm nhựa đi cũng hơi dòng sóc một chút xíu. Không sao. Rồi đã ra tới ngoài thị trấn Đạ Tẻ rồi nha cả nhà ơi. Giờ Tuấn sẽ chạy đi rút tiền trước cái đã rồi mới chạy tới những cái chỗ mà thường hay bán hột giống dưa. Đó mới hỏi thăm tình hình thế nào. Đồng tiền cũng cho sao tiền lễ dữ vậy. Đúng vừa mới rút tiền xong rồi nha cả nhà. Cũng rất chi là mong muốn mình cũng là một người làm YouTube thành công, để tương lai sau này sẽ đến những cái cây ADM rút tiền để có số tiền để cuộc sống mình đỡ khó khăn vất vả phần nào. Rất mong điều đó sẽ diễn ra, mà có được hay không thì cũng chưa có thể nào mà nói trước được cả nhà. Rất mong cả nhà yêu thương ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì Tuấn với cháu sẽ đi vào nội dung chính là chạy tới cái chỗ bán hột giống dưa hấu dưa tròn 159, hỏi thử coi là có bán hay không cả nhà.
mấy bên. Để nó rung đất nha. Đây dẫn vô. Bỏ lên vai cậu này. Cậu gì cắt dây cậu này cho nó đỡ mỏi. Quay phải thấy rõ trước mặt mình, mắt mình nhìn thấy những gì mình quay rõ nha. Đây là cái công đường thuộc thị trấn Tà Tẻ nha cả nhà, thị trấn Tà Tẻ tỉnh Lâm Đồng. Đây đây, biệt cầu Linh Giang này, mình quay rõ lên Linh Giang này. Tắt nha. Em quay này luôn. Bác ơi, bác sao hồi cái giống dưa trồng năm 9 mình đã có rồi bác? Dạ, không có nhiều nguồn nữa. Cùng. Nếu như mình có số lượng nhiều không tại trên mạng họ hồi con chủ mình đây có bán không được họ mua á. Ở đây chú có hai chú bán thì giờ hôm nay cũng không có được bán. Vậy là nhập về đồ bán bà con đây không? Đây có ăn nhân. Đâu trong ăn nhân cũng tôi bị chồng rồi. Đây về chú để mà chỗ bán giờ đây bắt đầu. Giờ đây có mà làm. Đặt khoảng một tuần nữa là có đúng không đó? Dạ, rất cảm ơn. Mày ở đâu? Dạ. Rau á? Rau ở đâu? Con của Thị Quảng á. Con của Thị Quảng. Còn trong ngân dân á. Còn bé á. Hay là bé. Rau ngốc à. Đây đây nè. Tùng nữa mới có. Rồi nha cả nhà, như vậy là video này Tuấn cùng đã đi ra ngoài thị trấn Tà Tẻ của quê nhà mình để hỏi thăm cái tình hình giống dưa tròn giống 159. Thì mọi người cũng đã coi ở cái đoạn gần kết của video này á, thì ông chủ mà chuyên bán giống dưa ở thị trấn Tà Tẻ mà từ bao nhiêu lâu nay nhà của Tuấn hay mua, ông nói là khoảng một tuần nữa mới có, mà có chăng đi chăng nữa thì cũng đủ để bán phục vụ cho bà con ở các cái xã trong cái huyện Tà Tẻ của Tuấn thôi. Thì trong video này Tuấn cũng quay rồi chia sẻ cho thắc mắc của một số anh chị em là như thế rồi. Đến những phút cuối Tuấn rất cảm ơn đến những ai đã có tình cảm đã dành thời gian của mình ra để xem ủng hộ cho kênh. Nếu như cả nhà yêu thích video này, quý mến Tuấn thì hãy nhớ dành tình cảm của mình bằng cách ấn đăng ký này, ấn like, ấn chuông rung để giúp cho kênh của Tuấn phát triển đạt thành công nha cả nhà. Rồi bây giờ Tuấn xin được dừng video này lại, mong muốn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.